trên để mà chia sẻ với quý vị, bởi vì màn này em nhận biết được là rất là nhiều trắng và tà sẽ đấu đá với nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Mở đầu con nguyện cầu trên chư Phật mười phương, cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Địa Mẫu, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, chư Phật mười phương xin gia hộ cứu độ cho bá tánh chúng sanh luôn có được câu vệ của Bồ Tát để sáng suốt trên bước đường tu tập. Xin bề trên hoan hỷ hỷ xả dìu dắt bá tánh chúng sanh đi đúng đường chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay em chia sẻ với quý vị anh chị là mình cố gắng mình mở được cái huệ của mình đi, bởi vì màn này em nhận biết được là rất là nhiều chánh và tà sẽ đấu đá với nhau, hữu hình sẽ đá với hữu hình, còn vô hình thì sẽ đấu với vô hình. Cho nên là quý anh chị bà con cô bác mình bây giờ giác ngộ để mà tu tập thì nhất định là quý vị sẽ đang bị phân vân, có nghĩa là không biết phải đi về cái hướng nào cho nó chánh. Thì hôm nay em cũng phụng lệnh bề trên để mà chia sẻ với quý vị là mình mở cái huệ của mình như thế nào. Thì khi mà quý anh chị đã biết giác ngộ, biết tu tập thì mình không nên dùng cái lỗ tai để mà mình nghe nữa, mà mình phải mở cái huệ của mình ra, là mình phải nhìn vào cái thiện là như thế nào. Khi mà người ta hướng dẫn quý anh chị tu tập thì quý anh chị phải nghĩ ra rằng người ta hướng dẫn cho mình trên cái bước đường tu tập, tu tại gia, đạo và đời song song, thì mình cảm thấy những cái mà người ta hướng dẫn nó đúng, mình không có bị hao tốn, không có bị gì hết, thì mình cứ việc lựa ra những cái lời hay, những cái ý nghĩa đúng thì mình hành theo. Chứ quý anh chị bây giờ đừng có chạy theo người này người kia. Đạo nào mình cứ nắm chắc một đạo mình ngồi đi, tại vì đạo nào cũng là đạo từ bi hết. Tất cả các đạo từ xưa giờ cha trời đã ban xuống cho tất cả chúng sanh rất là nhiều đạo để mà dìu dắt quý anh chị đi, thì từ mấy nghìn năm trước rồi, thì quý anh chị cứ giữ vững cái tâm của mình mà mình đi, mình giữ vững cái chánh kiến. Còn em chỉ nhắc cho quý anh chị nhớ một điều là Đức Phật thường dạy chúng ta luôn dùng cái lòng từ bi, hỷ xả, hoan hỷ. Thì cho dù là mình có nghe ai nói cái gì hoặc là phỉ báng một ai đó thì mình phải dùng tâm xem xét, mình không có hùa theo, và mình sẽ ngồi cái đạo này xong mình chạy qua đạo kia mình hỏi, rồi mình học cái đạo kia cái mình chạy qua cái đạo này hỏi, thì nhất định là quý anh chị sẽ bị loạn trong cái vấn đề tu tập, mình sẽ bị loạn, mình không tìm ra được cái hướng thoát, mà mình phải mở cái huệ ở chính nơi mình. Tất cả những người mới tu cũng sẽ mở được cái huệ của mình là mình luôn xem xét, mình luôn xem xét và mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ cái đạo này người ta khuyên mình tu, không khuyên mình làm ác và không để cho mình phải tốn kém bất cứ một cái gì hết, thì mình nên giữ cái chánh kiến của mình phải biết suy nghĩ. Bởi vì Phật thường dạy, quý vị nên nhớ một câu trong đầu gì nè, Phật dạy vào cái mình phải quán chiếu theo cái hạnh của Phật, là ngày từ ngàn xưa đến giờ lưu truyền xuống, Phật không phỉ báng một ai hết, cho dù người đó là tà thì Phật sẽ có một cái chánh kiến của Phật để mà Phật đi giải quyết cái phần tà. Chứ Phật không phỉ báng, không nói nên một cái câu ở cửa miệng là người đó là tà, các con không nên theo, các con phải thế này thế kia. Phật không nói ai tà hết. Phật biết trong tâm Phật người nào chánh người nào tà, nhưng Phật không nói, Phật chỉ hành động. Thì bây giờ mình cũng phải quán chiếu từ nơi Phật mà mình luôn giác ngộ, mình không nên nghe theo một ai hết và hùa theo một ai hết. Mình phải nhìn kỹ, nghe cho kỹ vào cái lời của cái người đó nói, và mình phải
dùng cái huệ mình nhìn cho thật kỹ về những cái hành động, những cái lời nói để mà mình giữ được cái chánh kiến của mình mở thấp được cái huệ của mình nó luôn sáng suốt để mà trên bước đường tu tập quý anh chị không bị trượt. Bởi vì cái màn này là màn cuối rồi, quý vị đã giác ngộ vào cái màn cuối thì quý vị phải nắm chặt tâm. Bây giờ phần tà là nó nói chuyện hoặc là tất cả những gì mà nó làm y như là phần chánh. Phật làm sao nó sẽ làm y như vậy? Quý vị sẽ bị che mờ mắt, quý vị sẽ không nhận xét ra được. Nó ru quý vị ngủ trong một cái đạo pháp rất là mê sai, quý vị sẽ bị ngộ nhận đâu là chánh, đâu là tà. Thì em hôm nay chia sẻ với quý anh chị cố gắng mở huệ mình ra. Màn này cấp bách lắm rồi, bây giờ phần tà nó đã lấn chiếm phần chánh rất là nhiều. Và em cũng nói cho quý chị biết là phần chánh thì nó có một, phần tà nó lên tới 100 lần. Cho nên nó sẽ lấn át rất là nhiều, rất là mãnh liệt. Thì quý anh chị phải sáng suốt, mình không có chạy theo bất cứ một ai hết. Mình không chạy theo bất cứ một ai hết. Mà mình có thể mình nghe, cái người đó khuyên mình tu, nó có hợp lý không? Cái lý của nó có đúng hay không? Rồi mình cứ hành, có nghĩa là mình rút ở mỗi một người một chút cái kinh nghiệm trên cái bước đường tu tập, một tiếng nói khuyến tu của mỗi người một chút, quý anh chị đúc kết lại để mà mình tiến tu. Chứ mình đừng có mà nghe theo cái người này phỉ báng người kia, cái quý anh chị bắt đầu thấy cái người kia bị nói như vậy thì cái quý anh chị bỏ, quý anh chị đi theo người này. Sau khi cái quý anh chị biết được cái người này bị trượt rồi, cái quý anh chị lại chạy đi theo người khác, thì quý anh chị chạy cứ chạy tới chạy lui, cuối cùng chánh giữa là một cái hố để mà quý anh chị lọt vào đó thì quý anh chị sẽ không thoát ra được. Cho nên hôm nay á, em cũng thấy nhiều quá rồi, em thấy cái phần tà nó đã áp đảo tất cả và nó đang ru quý vị ngủ trong một cái đạo, nó mượn một cái đạo để mà nó ru quý vị ngủ. Thì quý vị phải nhìn ra được một cái chánh kiến cho mình, phải lấy một cái chánh kiến tự mình giữ chặt, không có đi theo một cái đạo nào hết. Từ trước giờ quý vị đạo nào quý vị giữ đạo đó. Rồi mình thí dụ mình có nghe được người này khuyến thiện, người kia khuyến thiện, quý vị nghe được cái ý hay, cái này khuyến mình tu tốt cho mình như thế nào, thì quý anh chị cứ áp dụng một chút một chút. Thí dụ mình có tin, mình tin 50 70 là nhiều, không đặt hết 100% vào tất cả ai. Bởi vì quý vị phải giữ cho mình một cái chánh kiến để mà mình trên bước đường tu tập mình không có bị trượt. Bởi vì bây giờ em thấy rất là nhiều quý anh chị đang bị đứng giữa ngã ba đường, đang bị bấp bênh không biết đâu là chánh đâu là tà. Thì mình hãy mở cái huệ của mình ra, mình luôn dùng cái lòng hoan hỷ, mình không có theo ai học theo rồi mình phỉ báng hoặc là mình chửi người ta. Bởi vì khi quý vị tu tập mà quý vị chửi người ta là tà thì bản thân quý vị đã nhiễm tà, quý vị mới biết được là người ta là tà. Còn nếu mà bản thân quý vị đã là một người con của Phật, quý vị đi đúng pháp thì quý vị sẽ không chê bai hay là phỉ báng một người nào là tà hết, mà mình luôn im lặng, mình quan sát từ từ. Bởi vì đoạn đường quý vị tu tập từ đây trở về sau, khi vào cuối rồi thì sẽ biết được đâu là chánh đâu là tà. Còn bây giờ quý vị không nên phán xét, mà mình hãy để cái tâm của mình thật là tịnh. Mình tu tập mình phải quán chiếu từ Phật ngàn xưa đã dạy mình, thì mình cộng thêm với bây giờ những người người ta ra, người ta độ đời, người ta khuyên quý vị tu, người ta dìu dắt quý vị trên cái bước đường tiến tu như thế nào, thì quý vị nghe và xem xét cho kỹ để mà mình rút ra được nhiều cái ý hay, cái lý lẽ của Phật pháp hay, thì mình tiến tu cho bản thân mình. Chứ bây giờ mà quý vị cứ theo cái người này thì cái người này người ta cũng muốn là người ta có danh có tiếng, thì người ta sẽ chà đạp người khác. Rồi người khác người ta muốn có danh có tiếng hoặc người ta bị công kích thì người ta sẽ trả đũa lại, cuối cùng là rớt hết cả hai. Quý vị đứng chính giữa, cuối cùng là quý vị bỏ bao nhiêu công sức giác ngộ rồi quý vị lại không được tiến tu, thì cái này rất là uổng phí cho mình. Khi mình giác ngộ là do bản thân của mình
không mở được cái huệ sáng suốt để mà mình đi, mình không giữ chặt được cái tâm của mình trên bước đường tu tập, mình cứ dùng cái tai nghe, cái lỗ tai của mình mà mình nghe thì chưa chắc. Mình phải mở huệ ra và mình ngồi mình phân xét, mình phân xét nó vào bốn góc độ. Thí dụ như bây giờ em khuyên quý vị là ráng mình ăn chay để mà mình trưởng dưỡng cái lòng từ bi, rồi mình tu tâm sửa tánh và mình luôn là thiện, mình nghĩ thiện, mình làm thiện, mình nói những lời thiện đối với mọi người. Và khi mình bị người ta chửi mắng hay cái gì đó thì mình không có lòng căm hận, mà mình phải dùng cái lời nói nhẹ nhàng để mà mình đối với người ta, thì người ta cũng sẽ giảm dần đi cái ngã chấp, cái sân si của người ta. Cái đó là cái sự mà mình tu tập của nhà Phật đã dạy mình từ trước, cha trời mẹ đất cũng là dạy chúng ta như vậy, thì chúng ta cứ giữ vững cái chính kiến đó mà chúng ta đi. Còn bây giờ mình cái phần mà những cái phần căn cơ thì người ta chẳng xuống đây là người ta giúp, là người ta giúp về những cái phần tâm linh, những cái mà vô hình để cho họ tu tập. Thì quý anh chị phải nhớ rõ một điều chứ, quý anh chị đừng có mà giống như mình tu tập mỗi ngày mình cứ nghe người này đấu cái mình chạy theo, cái người này cái mình nghe người kia đấu mình chạy theo, quý vị chạy theo cuối cùng là quý vị rớt hết trơn. Màn này nó màn cuối rồi, quý vị quý anh chị đã lọt vào cái thời kỳ nó giác ngộ vào cái màn mặt pháp thì quý anh chị sẽ bị rất là nhiều thử thách và sẽ bị những cái phần trược, phần tà nó ru quý anh chị ngủ vào cái con đường đạo. Bởi vì khi nó biết được quý anh chị giác ngộ, quý anh chị muốn tu thì cái phần tà nó sẽ dùng rất là nhiều cái tinh vi và hay hơn là những chánh pháp để nó ru quý anh chị sẽ ngủ, ngủ trong cái đạo của nó. Rồi đến một ngày nào đó đúng ngày đúng giờ là quý anh chị nó sẽ dắt quý anh chị theo nó. Cho nên quý anh chị phải ráng cố gắng, mình nhìn nhận cho thật là kỹ. Phật không có dạy chúng ta là phải đi phỉ báng một ai hoặc là chửi một ai là tà, là ma, không có chửi. Mình nhìn được người ta là đã trượt thì mình cũng vẫn im lặng. Mình không nên phỉ báng người ta, không nên chửi người ta. Bởi vì đôi khi trong cái trượt của người ta, nhưng mà cái tâm của người ta thiện, một ngày người ta cũng sẽ quay lại được. Cho nên mình không có nên phán xét một ai, vì đến khi cái màn cuối cùng rồi, về đến bến rồi mình mới biết được chánh tà là đâu. Chuyện mọi người đấu đá là chuyện của mọi người, còn chúng ta tu tập thì chúng ta không nên nghe một ai hết. Người này phỉ báng người kia phỉ báng người nọ, thì quý anh chị cứ chạy theo như vậy hoài thì làm sao quý anh chị tu tập được. Ngày nay Đức Phật á, cho chúng ta giác ngộ quan hỷ cho chúng ta là như thế nào? Khuyên chúng ta tu tâm sửa tánh, ngồi thiền định tâm, buông bỏ tất cả những trần thế danh lợi tiền tài địa vị, buông bỏ hết. Đức Phật chỉ khuyên chúng ta như thế thôi. Còn chúng ta tu tập, chúng ta không có nên mà thấy cái người này chỗ căng cao quá cái chạy theo người này, ủa cái người này căng cao quá, nghe người này họ nói người kia cảm giác là người ta căng cao mình chạy theo. Bởi vì cái mà du di á, quý anh chị sẽ không nhìn thấy được. Bởi vì quý anh chị là người tu tập đạo và đời, mình phải song song. Thì mình còn là một cái xác phàm của trần thế, mình không có đủ căn cơ thì quý anh chị sẽ không nhận ra được. Thì quý anh chị chỉ có niệm Phật, ráng cố gắng tu tập, tu tâm sửa tánh, ngồi thiền. Không, mình tu bây giờ là mình không nên dùng cái lỗ tai mà mình nghe, mà mình phải dùng cái huệ của mình để mà mình đi phân tích mọi việc đúng sai, giữ vững cái tránh kiến cho mình. Bởi vì bề trên Phật gia hộ cho những người con bây giờ xuống cứu dân độ thế là khuyên quý anh chị tu, chứ không có mà ngồi đó để mà đấu đá. Tại thời gian này nó đâu có còn nữa, kịp nữa để mà mình ngồi đó mà mình hơn thua, mình đấu đá, mình chỉ trích, mình phỉ báng một ai.
chỉ là dùng cái lời nói để mà lan tỏa khuyên quý vị ngồi thiền tu, chứ không có mà bảo quý vị là mê tín. Mê tín là quý anh chị sẽ bỏ nhà bỏ cửa, bán nhà bán đất để mà đầu tư cho một cái vị nào đó, thì cái đó là quý vị mê tín. Còn bề trên bây giờ là chỉ khuyên quý vị là chỉ dùng cái tâm của mình tu thôi, dùng cái giác ngộ của mình để mà mình tiến tu, mình trở về một con người hiền lương, biết yêu thương vạn vật chúng sanh, biết từ bi hỷ xả, luôn san sẻ cho nhau cái chánh pháp. Bởi vì em cũng nói cho anh quý anh chị biết, thì em cũng nhận được bề trên cho biết là màn này những phần căn cơ, những người làm việc cho bề trên sẽ bị sàng lọc rất là mạnh, cho dù là người ta có cao đến mức độ nào, người ta có tu được bao nhiêu năm, nhưng họ vẫn sẽ bị thử thách là khi xem cái ngã chấp của họ có còn hay không. Chỉ cần mà họ thấy một người nào đó giỏi là họ có một cái ngã chấp, họ chỉ cần lên tiếng họ phỉ báng một người khác là họ đã lọt vào con đường trượt. Cho nên đây là một cái mà em nói để mà quý anh chị nhớ kỹ. Ngày xưa họ có thể là một người rất là cao, rất là cao, họ tu tập có thể là họ thuần khiết được tất cả các giáo pháp, nhưng đến một ngày họ sẽ bị thử thách khi cái bản ngã họ không buông được, họ thấy một cái người nào đó ra độ đời hoặc là cao hơn họ, hoặc là giỏi hơn họ, được nhiều người tung hô hơn họ, thì họ sẽ lên tiếng họ phỉ báng cái người đó là cái bản ngã họ không buông được, thì họ sẽ bị trượt. Cho nên quý anh chị không có chạy theo một ai hết, đừng chạy theo một ai hết, cũng giống như em, quý anh chị cũng không cần phải tin em mà hết. Quý anh chị cứ lắng nghe những gì em khuyến quý anh chị tu. Tu ở đâu cũng được hết, ngồi ở nhà vẫn tu được, chứ không cần là mình phải gia nhập một cái băng phái nào hoặc là một cái đạo nào. Mình tu ở đâu cũng tu được hết. Cho nên quý anh chị hãy nhớ, thời gian gần đây thì chánh tà đấu với nhau rất là mãnh liệt. Thì em thương quý anh chị, em sợ quý anh chị cứ chạy theo cái này, chạy theo bên kia, chạy theo bên đây, cuối cùng là quý anh chị bị trượt. Thì em làm cái clip này để mà giúp cho quý anh chị ngồi suy nghĩ, xem xét cho thật là kỹ. Khi mình thấy cái người này phỉ báng người kia nhiều quá, không nghe nữa, tắt điện thoại, không nghe nữa. Bởi vì khi quý anh chị nghe mà quý anh chị không giữ được tâm thì quý anh chị sẽ chạy theo họ, cứ nghĩ là họ sẽ cao hơn, họ mới dám nói cái người kia. Chắc họ hiểu được rất là nhiều cho nên họ nói quá hay về cái người kia là tà, thì quý anh chị cứ tin theo là quý anh chị trượt theo. Phật dạy chúng ta là không có nói cái lời cay độc, không chửi người ta là tà ma ngoại đạo, không nói những lời đắng cay, không phỉ báng một ai hết. Phật dạy chúng ta cửa Phật là cửa từ bi, thì chúng ta phải dùng cái lòng từ bi mà chúng ta đi xem xét một việc. Cho nên quý anh chị phải nhớ, nhớ cho thật kỹ, cố gắng đừng để bị trượt, đừng chạy theo ai nữa. Cho nên là em rất là lo cho quý vị, màn này nó đã là màn cuối rồi. Em cầu nguyện mẹ Quan Âm để mà dìu dắt quý anh chị đi đúng con đường chánh pháp, ngộ ra được, để mà mình vững được cái con đường đi, để mà không có bị trượt. Chứ màn này là quý anh chị cứ chạy theo người này người kia, quý anh chị sẽ trượt rất là nhiều. Trên cái bước đường em đi á, em chưa bao giờ em tin ở ai được 80%, em luôn tin họ 70, còn 30 là em chừa lại để mà vào giờ chót, giờ cuối cùng khi về đích rồi thì em mới hoàn toàn tin 100%. Và khi em nghe một cái người nào đó họ nói, em luôn xem xét, em dùng cái huệ em suy nghĩ, à cái người này khuyên người ta tu không có tốn kém gì hết, không có hại gì đến mình hết, à, được, mình sẽ giúp từ ở những cái ý hay đó ra để mà mình tiến tu cho bản thân. Cho nên quý anh chị đừng có nghe một ai hết, mình hãy nhìn lại ở nơi mình, tâm mình xét lại cái tâm của mình, và mình dùng huệ mình soi xét mọi việc.
em lặp đi lặp lại rất nhiều là tâm xét tâm, huệ dùng huệ của mình để mà mình quán chiếu theo Đức Phật. Mình quán chiếu theo Đức Phật để mà mình hành trì cái con đường chánh pháp. Bởi vì hơn 2.000 năm trước, Đức Phật đã dạy chúng ta, Đức Phật đã hành trì trên cái con đường tu tập để mà đắc quả. Nhưng tất cả những gì hôm nay nó sẽ được tiến hóa để mà giải thoát cho ba tánh chúng sanh, thì nó sẽ có những cái sự xoay chuyển, nó không có còn là phải theo một cái giáo pháp của mấy nghìn năm để lại. Giáo pháp của mấy nghìn năm để lại rất là đúng, nhưng mà màn này mà quý vị theo cái giáo pháp của hơn 2.000 năm trước thì quý vị sẽ khó tu tập được, cho nên bề trên cũng ân xá là sẽ chuyển hóa cho quý vị theo cái màn này là trở về thiện tâm. Cho nên là mình tu tập mình phải giữ được cái chánh kiến. Bà con mình ráng cố gắng tu tập, ai chánh ai tà, ai có phước ai có tội thì ngày sau bề trên sẽ phân xử. Còn bây giờ cái điều quan trọng nhất là chúng ta nên giữ tâm thật là chặt, có một cái chánh kiến vững chắc trên bước đường tu tập. Thì mong là quý vị, quý anh chị ráng cố gắng khi xem được cái clip này, hãy suy nghĩ cho thật là sâu sắc những gì em khuyên quý vị. Cố gắng bây giờ là mình tu tập thôi, còn chuyện gì đó thì cứ để là bề trên phân xét, mình đừng có chạy theo ai, đừng đánh giá gì một ai nữa hết. Mình cứ làm tròn cái bổn phận của một người con của nhà Phật là luôn ăn ở ngay thẳng, hiền lương, tâm lúc nào mình cũng hiền, hiền từ, dĩ hòa vi quý. Tất cả đồng đạo đều là con của cha của mẹ hết, thì chúng ta nên hoan hỷ dùng những cái lời hay ý đẹp của pháp để mà mình chia sẻ cho nhau, mình nắm tay nhau cùng nhau tu tập để mà mình cùng nhau đi về con đường giải thoát. Cái đó là cái điều quan trọng nhất, cho nên là em mong là quý vị hãy cố gắng. Mình cứ xem ai làm tốt thì mình học cái tốt, còn cái nào người ta không đúng thì mình không học. Còn những ai mà chửi mình, phỉ báng mình hay là nói mình cái gì đó thì mình cứ cảm ơn họ, vui vẻ hoan hỷ, không cần phải công kích lại từng lời nói, không phải tức giận. Bởi vì mình noi theo cái gương của Đức Phật là từ bi, hai chữ từ bi, thì mình cứ thương yêu tất cả, dù họ có đối xử với mình ra sao hoặc là nói mình những cái gì đó không hay, thì mình cứ thầm cầu nguyện cho họ, cầu bề trên ban cho họ được nhiều sức khỏe. Thì họ chửi đã, họ nói đã, thì đến một ngày nào đó họ mệt, họ sẽ không nói nữa. Nhưng mà cái quan trọng á, là phần trược thì nó không bao giờ nó thắng được cái phần chánh, quý vị. Nó không thắng được, nó chỉ là hơn được nhất thời thôi, nhưng mà nó sẽ không thắng được. Thì em mong là quý anh chị cố gắng tinh tấn nha, đừng có để bị trượt, màn này là lọc mạnh lắm rồi. Cả thế gian này là quý anh chị cứ xem xét xem, nó đã loạn hết, nó nhấu nhầu hết, tâm tánh con người ta nó đã không còn như ngày xưa yêu thương nhau mà nó cứ hơn thua. Rồi đến bây giờ cái con đường cuối cùng để mà mình giác ngộ, mình tu tập để hướng về đạo thì nó vẫn lại là sẽ hơn thua về vấn đề tu tập. Cho nên là em chia sẻ cái này thì mong là quý anh chị xem được thì quý anh chị sẽ giữ được cái chánh kiến của mình, mở được cái huệ thật là sáng suốt trên bước đường tu tập. Không nghe một ai phỉ báng ai rồi mình cứ hùa theo, ai đúng ai sai cứ để là bề trên phân xét. Cha trời mẹ đất sẽ có một cái sự phân xét rất là công minh, tội phước rất là rõ ràng. Bây giờ mình chỉ là nhìn lại mình để mình tu làm sao cho nó đúng, tu làm sao để trở thành người hiền lương, tu làm sao để trở về với con của nhà Phật là cái điều quan trọng nhất.
Thì đến đây kết thúc video thì em cũng có đôi lời như vậy gửi đến quý vị bà con. Và chúc quý vị luôn luôn được giác ngộ, tinh tấn trên bước đường tu tập. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.